Đây nhá các bác nhá, là cái tổ mà bữa hôm em quay trực tiếp là cái mũ cấp tạo đấy các bác. Thì nay em sẽ khai thác các bác. Khai thác thì em sẽ hướng dẫn cho các bác một chút, xong là em khai thác. Có nghĩa là mình cắt thì phải cắt theo hình chữ V nhá các bác nhá. Cắt theo hình chữ V, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác phải sau khi mà các bác nay thì phải 2 hôm nữa, 2 hôm nữa nó mới nở, nhưng mà phải khai thác trước. Đấy, thì là lúc cắm ấy, các bác cần thiết là các bác bẻ cái tăm. Đấy, bẻ cái tăm các bác gịp theo hình chữ V, các bác cắm vào thì là nó mới chắc chắn được, không là nó sẽ rơi ra. Đấy, nên là cái khai thác này thì khai thác cái mủ chúa cấp tạo mình phải cẩn thận hơn so với cái mủ chúa mình di trùng. Tại vì mủ chúa mình di trùng là hắn có cái đế rồi, hắn có cái đế là mình bẻ cái que đóm, mình chặt que đóm mình cắm thì là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi các bác ạ. Đấy, thì vậy thì cái khai thác này thì mình phải cẩn thận hơn một chút. Đấy, nay thì em khai thác cả hai cái, là cả mủ chúa cấp tạo và cả mủ chúa di trùng. Thì vì cái tổ ong này là nó là mủ cấp tạo nên là mất chúa. Đấy, nên mất chúa thì là nó sẽ hỗn hơn so với mủ mình di trùng. Đấy, di trùng thì nó sẽ đỡ hỗn hơn các bác. Đấy, các bác khai thác thì các bác phải nhẹ nhàng nhé các bác nhé. Đấy, đây nó được có một cái này, nhưng mà nó cũng không được dài đâu. Mủ chúa cấp tạo thì nó không được dài các bác. Đấy, nên là làm mủ chúa cấp tạo là nó chỉ được có mấy cái thôi các bác. Đấy, các bác cắt là phải cắt theo hình chữ V nhé các bác nhé. Đấy, cắt theo hình chữ V này. Đấy, thì là nó mới được, nhưng mà mủ cấp tạo nó rất là ngắn các bác. Đấy, mủ cấp tạo nó không dài đâu các bác. Em từ bữa làm đến nay em cũng chưa chưa gỡ ra đâu các bác. Rất là hổn, tại vì cái mủ chúa cấp tạo đây là đột ngột mất chúa, tuần kia là mình đã bắt chúa một buổi rồi, nên là vì vậy nên là mủ chúa cấp tạo nó sẽ hổn hơn. Có nghĩa là cái tổ ong cấp tạo đấy nó sẽ hổn hơn các bác. Cái này được 3 cái nhưng mà chỉ tính được 2 cái thôi các bác. Tại vì một cái là cái đầu của nó kém chất lượng nên là mình chỉ tính được có 1 cái thôi. Nên là cái này 3 cái thì chỉ được có 2 cái. Đấy, đây là 2 cái này các bác này, nhưng mà chỉ tính được có 1 cái thôi các bác. Nên có 1 cái là nó đạt tiêu chuẩn thôi. Còn cái này cái đây nữa. Là các bác phải cắt theo hình chữ V nhé các bác nhé. Và rất nhẹ nhàng, chứ không là nó bị thủng, nó không giống như hệt là mủ chúa di trùng đâu các bác. Còn cái này thì là nó sẽ không đạt tiêu chuẩn mấy đâu này. Đấy, cái này nó bị vênh này nên là nó sẽ không đạt tiêu chuẩn mấy đâu. Các bác nên loại bỏ nó đi sớm. Đấy, nên là mủ chúa cấp tạo nó cực kỳ kém các bác. Nó chỉ được một tổ vậy, nó chỉ được có mỗi khoảng tầm mấy cái thôi các bác.
Chúa cấp tạng khủng kinh. À, cái đấy là chúa không? Đây chú cấp tạng bữa hôm quay trực tiếp đấy, nhưng mà nó không được mấy cái cả. Đấy, đây như cái này là loại bỏ luôn này này các bác. Đấy, cái này nó không không đạt tiêu chuẩn đâu. Đấy, nó cũng làm như thế nhưng mà như loại này là đấy. Còn cái trong thì lại quá ngắn. Bỏ luôn. Được cái ngoài đây nữa này các bác này. Cái ngoài đây hai cái này được này các bác này. Đấy, được hai cái này các bác này. Hai cái nữa. Vậy là cả tổ này được có 5 cái là đạt tiêu chuẩn đi nhá các bác nhé. Nên là cái mũ chúa cấp tạo nó rất là hạn chế là cái chỗ đấy các bác. Rất là hạn chế. Đấy, bây giờ đảo nó lại. Đây, con chúa này dắt vào đây luôn các bác. Em thì dự trữ luôn chúa dắt vào đây luôn. Để thả nó ra. Tại vì em muốn thao tác làm cho nó nhanh. Còn cái này thả sau các bác. Tại vì là cái này nó cũng không để được lâu. Nên là vì vậy nên là mình phải thao tác cho nó nhanh. Nhưng mà cái rét này càng nhanh càng tốt các bác. Nó hơi lạnh. Đấy, vậy thì như thế này em sẽ để dồn lại đằng đây, em dồn lại đằng đây các bác. Đây, cái mũ em dồn lại hết lại góc để em khai thác cái mũ di trùng các bác. Tại vì làm cái gì mình thao tác nó nhanh thì nó sẽ giữ nhiệt cho cái tổ ong các bác. Thì bây giờ là đây em phải quấn lại để giữ nhiệt. Còn bây giờ là em khai thác cái mũ di trùng các bác. Đây, cái mũ di trùng này của cái tổ này đây các bác. Khai thác cái mũ di trùng. Di trùng. Hả? Không, nó tùy ông. Nó tùy cái ấy nè, nó tùy cái ngày nó phối thì nó phải tùy ngày đấy cơ. Ví dụ như nó được từ 4 đến 6 ngày thì nó mới giao cấu. Đây, không biết các bác nhìn thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi thì em khai thác cái mũ chúa này mới được năm ở kia là 16. Hôm qua em lấy ở đây 3 cái rồi này các bác này, 3 quái cho cái chú mà em nói là hôm qua chú mua ong ấy các bác, thì chú xin 2 cái. Cậu đi bỏ được chưa nhỉ? Hả? Cậu đi bỏ được chưa? Bỏ được mà. Bỏ nhá. Ừ. Này các bác. Đây cái mũ di trùng nó phải đẹp như thế này các bác này. Đấy, to và dài.
chặt chắc. Ôi, 11. Ôi trời. Từ Việt Nam à? 13. Hả? Như thế thì chưa? Làm cắt. 15. Đến 16. Đây em 16 cái 77 72 14. 14 còn 4 cái, 4 cái nữa để cho thằng Luân này viết kia. Thằng Luân 3 cái. Để đây đến chiều mang đi. Hả? Luân nó ở Xuân Khang chứ. Vậy là nay là khai thác, vậy là hết. Nay chia nữa là coi như là hết rồi các bác. Thì các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất. Xin chào tạm biệt bà con.